giai đoạn 2017-2018, các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa Thammat đầu tiên đã được thực hiện tại sân bay vũ trụ Kuznetsov. Sau đó, trung tâm tên lửa quốc gia JSC bắt đầu quá trình tái thiết kế Thammat để tên lửa có thể sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Đại tướng Sergei Karakaev, tổng tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết, nhiệm vụ ưu tiên là lắp đặt 21 mũi phóng với nhiều loại ICBM, bao gồm cả tên lửa Thammat mới. Theo các nhà nghiên cứu quân sự, tổ hợp tên lửa RS-28 Thammat được xem là một sự thay thế để hứa hẹn cho các hệ thống R-36M Vovada đã lỗi thời. Các báo cáo gần đây cho biết, hệ thống R-36 Vovada sẽ bắt đầu hoạt động theo từng giai đoạn và sau đó sẽ chính thức rút khỏi biên chế. Đồng thời, quân đội Nga có kế hoạch triển khai các tổ hợp Thammat mới và sớm đưa vào thực chiến. Các nhà nghiên cứu quân sự Nga cũng lưu ý việc trang bị tên lửa Thammat cho lực lượng tên lửa chiến lược cần được tiến hành một cách có hệ thống và nhịp nhàng. Bất kỳ người vận hành các tên lửa cũ phải song hành với việc đưa vào sử dụng các sản phẩm mới với số lượng tương đương. Do đó, nếu việc thử nghiệm Thammat bị trì hoãn có thể dẫn đến sự sai lệch trong các quy trình này, tác động tiêu cực đến khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Tuy nhiên, ít có khả năng lịch trình hoàn thành dự án chế tạo của RS-28 Thammat sẽ thay đổi. Trong trung hạn, lực lượng tên lửa chiến lược Nga có thể nhận đủ số lượng tên lửa mới theo yêu cầu và sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ săn bắn chiến lược. Có thể thấy việc chế tạo thành công loại tên lửa tấn công chiến lược RS-28 Thammat và sớm đưa vào trang bị đã khẳng định sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quân sự Nga. Đây cũng là loại vũ khí có khả năng răn đe lớn đối với mọi đối thủ, nhất là khi khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO muốn tiếp tục mở rộng thành viên sang phía đông, kéo dài biên giới NATO đối với Liên bang Nga. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm để giải quyết cuộc xung đột Ukraine với phái đoàn ngoại giao cấp cao châu Phi, bao gồm đại diện của 7 quốc gia thuộc châu lục này tại thành phố Saint Petersburg. Tại đây, thì ông Putin đã hé lộ dự thảo hòa bình Nga-Ukraine xây dựng hồi tháng 3 năm 2022. Cáo buộc Kiev hủy thỏa thuận sau khi Moscow rút một phần lực lượng. Theo ông Putin, dự thảo thỏa thuận hòa bình mang tên Hiệp ước về quy chế trung lập vĩnh viễn và bảo đảm an ninh của Ukraine, trưởng phái đoàn Ukraine đề xuất xây dựng.